Bây giờ Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người một kịch bản đơn giản, đó là kịch bản ấn comment và recommend tự động cho fanpage của mình nhé. Ấn comment thì hiện tại trên ATB Pro có hỗ trợ hai chức năng. Một đó là mình sẽ ấn comment theo từng bài trong phần chatbot, hoặc là mình muốn ấn tất cả các bài, bài nào mình cũng ấn hết, mình không muốn xếp từng bài thì mình sẽ vào mục cài đặt nhé. Mọi người sẽ chọn cài đặt khác. Ở đây mọi người thấy không ạ? Có tính năng tự động ấn và bỏ ấn comment, có nghĩa là cái bài nào ở trên fanpage thì nó cũng sẽ tự động ấn comment cho mình hết. Mọi người tiếp tục xem lấy giúp Linh nhé, chỗ cập nhật này. Có nghĩa là có nhiều khách hàng muốn ấn trong một thời gian, sau bao lâu thì comment nó hiện lên lại thì mọi người chỉnh sửa. Ở đây có nghĩa mình sẽ chọn chỉnh sửa ấn trong vòng một tuần thôi. Đó, sau rồi nó sẽ hiện lên lại. Hoặc là mình không muốn ấn luôn, nó không muốn hiện lên nữa thì mình bấm vào đây. Người một kịch bản cực kỳ đơn giản, đó là kịch bản ấn comment remote tự động bằng cái chatbot nhé. Mọi người sẽ bấm vào chatbot chọn kịch bản, sau đó mọi người bấm thêm kịch bản giúp Linh nhé. Ở đây mọi người sẽ tạo tên kịch bản ấn comment inbox. Mọi người viết tên kịch bản để mình quản lý cho dễ nhé. Sau đó mình sẽ chọn nền tảng fanpage. Rồi mình sẽ chọn fanpage mình hỗ trợ. Mình muốn áp dụng cho bay nào thì mình kích vào bay đó nhé. Ở đây thì mình có thể cho nhiều bay tham gia cùng lúc và đều hết nhé. Đây, hiện tại Linh chỉ cho muốn cái bay ATB Pro sử dụng thôi, nên chọn đây. Rồi mình sẽ chọn khi ấn comment. Nó yêu cầu bài viết có chủ đề hashtag để phân biệt là mình sẽ muốn ấn comment bài nào không ấn comment, thì ở đây bài viết mình đăng mình thêm hashtag giúp Linh nhé. Nếu mọi người muốn ấn comment thật nhiều bài thì mọi người sẽ tạo chung một hashtag thì nó sẽ ấn comment cho mọi người. Còn bây giờ thì bài nào tạo hashtag riêng thì mình chỉ copy hashtag riêng của bài đó bỏ vào thì nó ấn cho mọi người. Thì ở đây có cái mục comment chứa keyword và comment không chứa keyword. Comment chứa keyword là có nghĩa là mình sẽ rep comment những cái bài nào có những từ khóa thôi, giống như là những từ khóa là quan tâm, tư vấn, inbox. Đây, những khách hàng nào comment những keyword này thì hệ thống mới rep thôi. Còn những khách hàng nào không comment những keyword này thì nó sẽ không rep. Còn comment không chứa keyword thì có nghĩa như thế nào đó, như là mình sẽ loại trừ những keyword đó ra, như là những keyword liên quan tới từ khóa là không quan tâm chẳng hạn ha, giá gì đó. Có nghĩa là những keyword này thì hệ thống loại trừ ra, những keyword này thì hệ thống không rep. Còn những keyword còn lại hay comment bất kỳ nó thể rep. Còn bây giờ mọi người muốn khách hàng comment bất kỳ thứ gì á thì đều rep, thì mọi người sẽ xóa hết cái này đi. Hai cái này mình sẽ bỏ trống nhé. Rồi, nó họ là bài viết có hashtag thì bây giờ mình sẽ quay lại cái fanpage. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái hashtag tư vấn. Đây, mọi người muốn dùng hashtag nào được hết nhé. Lưu ý là nếu muốn từng bài riêng biệt thì mình tạo hashtag riêng giúp Linh nhé. Hashtag có dấu hoặc không dấu đều được hết. Sau đó, mình sẽ ra mục mọi người thấy không, trả lời comment. Ở đây mình sẽ ghi là shop tư vấn cho mình comment để nó rep. Rồi, sau đó mình sẽ chọn ấn comment, mọi người thấy chưa, ấn comment. Sau đó mọi người chọn tương tác thì họ sẽ like cái bài đó của người ta, like comment của người đó. Xong rồi mình sẽ inbox. Ở đây có hai loại là chọn văn bản và nhập liệu. Ở đây mình sẽ chọn một trong hai đều được hết nhé. Mình sẽ chọn văn bản. Đây. Có bạn hỏi cái thêm nút là như thế nào. Hiện tại những khách hàng mà chưa comment, chưa inbox mình trong vòng 24 giờ thì mình chỉ gửi đặt test thôi, nên mình sẽ không xài được cái tính năng thêm nút này. Tính năng thêm nút này Linh sẽ hướng dẫn ở kịch bản nâng cao phía sau cho mọi người nhé. Nên mọi người, đây là kịch bản cơ bản dành cho những khách hàng comment. Mình sẽ chào họ bằng cách ấn comment rep inbox tự động bằng một mẫu câu này. Sau đó khách hàng rep lại thì mình sẽ dùng cái
Nhân viên đã trả lời. Sau đó mình bấm lưu kịch bản lại. Bây giờ mình sẽ cho mod chạy thử cho mọi người xem nhé. Mình sẽ quay lại cái mọi người. Mọi người thấy chưa? Bot đã chạy đây. Rồi mọi người F5 lại sẽ thấy. Rồi chưa thôi ạ. Rồi, mọi người muốn kiểm tra bot có chạy đúng hay không á, tại vì có nhiều lúc nhiều comment quá thì mình không có kiểm tra thế này được, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm. Mọi người sẽ vào kịch bản và mọi người sẽ kiểm tra được rằng cái bot mình có chạy có hoạt động đúng hay không, có chạy sai bước nào không, thì mọi người vào đây. Mọi người sẽ thấy nó đã thao tác này, Phạm Linh quan tâm, comment từ quan tâm. Rồi bấm vào một phút trước đây. Nó sẽ thấy cho mọi người đây, đã trả lời comment, đã ấn comment, bày tỏ cảm xúc, đã nhắn tin. Đã các thao tác, các bước bot đã chạy, hoàn toàn chính xác và không sai cái nào hết nhé. Mọi người có thể kiểm tra chi tiết ở đây luôn. Ở đây là mình bấm ra bài cái bài link comment.